chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Chiều ngày 22 tháng 1, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, tiếp tục với phần xét hỏi. Theo cáo buộc, năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa, không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát, biết bị cáo Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Bị cáo Hùng đồng ý với đề nghị của bị cáo Thuận, nhưng yêu cầu phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó, bị cáo Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, để gặp Hùng, bày tỏ muốn chi 400 triệu đồng để xin bỏ qua vụ việc. Sau đó, Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển từ sách do Thuận mua thành sách do người khác mang đến ký gửi. Ngoài ra, bị cáo Trần Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương, cựu phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của bị cáo Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để bị cáo Hùng nói chuyện với bị cáo Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình, thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ. Tại phiên tòa, chiều ngày 22 tháng 1, bị cáo Lê Việt Phương khai bị cáo là cấp dưới của Trần Hùng, song không nhận chỉ đạo từ cựu tổ trưởng tổ 304. Theo đó, tổ công tác 304 có chức năng thay mặt tổng cục trưởng, chỉ đạo các vụ việc trực tiếp, phát hiện và giám sát các cục khác. Trong vụ việc liên quan đến công ty Phúc Hưng Phát, bị cáo Phương cho biết, ban đầu bị cáo đấu tranh rất quyết liệt gay gắt vì Cao Thị Minh Thuận không hợp tác, không chịu ký vào biên bản. Sau đó, cựu đội phó đội quản lý thị trường đã gọi điện cho ông Trần Hùng và cựu tổ trưởng tổ 304 cũng đã gọi điện cho Thuận, song người phụ nữ này vẫn không ký biên bản thừa nhận. Theo bị cáo Phương, thời điểm đó bị cáo cũng lo sợ vì hồ sơ phải viết khách quan. Bị cáo còn nói với Thuận phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Sau đó, ông Trần Hùng có gọi bị cáo này nói với bị cáo xử lý nhẹ cho Thuận theo hướng xử lý hành chính. Khai trước tòa, bị cáo Cao Thị Minh Thuận cho biết quen Nguyễn Duy Hải từ trước và biết Hải có quan hệ với bị cáo Trần Hùng từ trước nên nhờ. Ban đầu, bị cáo chỉ xin số điện thoại để xin cựu tổ trưởng tổ 304 trước, song bị cáo Hùng không gặp. Về lý do thay đổi lời khai, bị cáo Cao Thị Minh Thuận cho biết Nguyễn Duy Hải nói bị cáo Trần Hùng bảo thay đổi lời khai. Sau đó, vụ việc được xử lý hành chính phạt 50 triệu đồng, không bị chuyển sang công an. Nữ giám đốc công ty Phú Hưng Phát khai đã bàn bạc với Nguyễn Mạnh Hà, phó giám đốc công ty cổ phần In Hà Nội, đưa 4 cọc tiền mệnh giá 500.000, 5 cọc tiền mệnh giá 200.000 với tổng số tiền 300 triệu đồng cho Nguyễn Duy Hải. Qua đó, Hải đưa cho ông Trần Hùng để được xử lý nhẹ. Theo Cao Thị Minh Thuận, bị cáo không được trực tiếp chứng kiến Nguyễn Duy Hải đưa tiền cho ông Trần Hùng, song khi nói chuyện qua điện thoại với cựu tổ trưởng tổ 304, bị cáo cảm nhận anh Hùng đã nhận tiền. Cùng với đó, vụ việc cũng được giải quyết. Trước buộc khai báo, cựu tổ trưởng tổ 304 Trần Hùng khẳng định bản thân không nhận hối lộ từ Nguyễn Duy Hải. Bị cáo này còn khẳng định hàng chục năm công tác ở quản lý thị trường, không đối tượng nào mua chuộc được tôi. Về vụ việc Phú Hưng Phát, bị cáo Trần Hùng cho biết bị cáo là người nhận tin tố giác, qua xác minh ban đầu thấy đúng nên đã giao trực tiếp cho cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên. Để đảm bảo bí mật, bị cáo đã đưa trực tiếp đội quản lý thị trường 17 Hà Nội đến hiện trường để bắt quả tang. Khai tại tòa, bị cáo Hùng phủ nhận không gọi điện tác động gì để xử lý nhẹ Phú Hưng Phát. Theo bị cáo Trần Hùng, vụ án này khởi tố là chính xác. Tuy nhiên, sau khi không khởi tố, bị cáo đã gọi trực tiếp cho anh Chu Xuân Kiên, lúc đó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội, nói việc này nhạy cảm, phức tạp lắm, có sự can thiệp của ai đấy. Cựu tổ trưởng tổ 304 còn khai bị cáo không biết Cao Thị Minh Thuận là ai, cũng chưa từng gặp trực tiếp. Khi xử lý vụ việc, Thuận gọi điện xin gặp xong bị cáo đã từ chối. Theo bị cáo Hùng, bản thân cũng hoàn toàn không quen biết Nguyễn Duy Hải. Bị cáo chỉ biết khoảng 20 ngày trước khi xử lý vụ việc Phú Hưng Phát do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà sách Chí Việt giới thiệu, nói anh này biết nhiều chỗ in sách lậu, anh ấy chỉ cho. Theo lời khai của Trần Hùng, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020, Nguyễn Duy Hải đến phòng làm việc của bị cáo, lúc đó còn hai người khác, Hải nói Thuận biếu tổ công tác mấy trăm triệu. Bị cáo đã chỉ tay thẳng vào mặt Hải mắng, mày định hối lộ tao à, có muốn báo công an không? Sau đó tôi đuổi Hải ra khỏi phòng làm việc. Trước tòa, cựu tổ trưởng tổ 304 cho rằng lời khai của Nguyễn Duy Hải là vu khống, bịa đặt trắng trợn. Sau khi đuổi Hải ra khỏi phòng, bị cáo về nhà ăn dỗ và không gặp lại người này. Theo bản án sơ thẩm, sau khi ra khỏi phòng, Nguyễn Duy Hải đã đi ăn cùng hai đồng nghiệp của ông Trần Hùng,
Sau khi ăn, Hải đã quay lại để hối lộ 300 triệu đồng cựu tổ trưởng tổ 304 mà không có sự chứng kiến của hai người đồng nghiệp nêu trên. Tại tòa, bị cáo Hùng nói lớn, danh dự và liêm sỉ của tôi là quan trọng nhất. Sau đó, chủ tọa đề nghị bị cáo nên bình tĩnh. Tại phiên tòa ngày 22 tháng 1, vắng mặt một số nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có bị án Nguyễn Duy Hải. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, cuối buổi thảo luận về vấn đề kinh tế xã hội diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ một số vấn đề về đại biểu Quốc hội nêu. Về việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngành giáo dục và đào tạo đã xác định được phương thức đạt được tinh thần kim cương của mình trong lĩnh vực này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên kế hoạch triển khai nhiệm vụ của mình. Hiện nay, 50.000 đến 100.000 nhân lực cần có cho ngành bán dẫn có thể chia thành nhiều nhóm chuyên môn với trình độ, yêu cầu khác nhau, hiện đang có ưu tiên cho nhóm nhân lực trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn mạch. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hiện nay có 35 cơ sở giáo dục đào tạo, đại học của Việt Nam đang trực tiếp đào tạo lĩnh vực trực tiếp hoặc gần ngành này. Các nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử, điện lạnh thì có thể tiến hành bổ sung, chuyển đổi để bổ sung thành nhân lực chuyên ngành bán dẫn. Các trường cũng đã tổ chức mạng lưới chức năng để cùng chia sẻ kinh nghiệm thiết kế chương trình, tăng cường điều kiện, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã liên kết, hợp tác chặt chẽ với các tập tin công nghệ thông tin toàn cầu để nắm bắt chính xác số nhân lực cần thiết cho ngành bán dẫn. Trong năm 2024, sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 nhân lực trực tiếp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn và các lĩnh vực liên quan sẽ tuyển trên 7.000 học viên. Số lượng tuyển sinh sẽ tăng dần theo từng năm để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành bán hàng theo đúng kế hoạch đặt ra. Đây là một lĩnh vực công nghệ cao, yêu cầu cao nhưng cũng mong rằng cần phải có một sự đầu tư cao, chứ nếu không thì không thể tay không bắt chip được, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ đưa mạnh đầu tư để có đủ điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo trong ngành quan trọng này. Về vấn đề thừa, thiếu giáo dục, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ phối hợp với Bộ Nội vụ đưa ra chỉ tiêu tuyển giáo viên cho các tỉnh. Tuy nhiên, theo thống kê, các tỉnh vẫn còn lại hơn 64 ngày chỉ tiêu chưa được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, ở một số địa phương không có nguồn tuyển sinh để tuyển giáo viên theo chỉ tiêu chính xác. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần sớm có những điều chỉnh về lương, chế độ, chính sách, nhà ở công việc, phụ cấp ưu đãi, thực hiện các giải pháp khác một cách đồng bộ để nâng cao đời sống nhà giáo, góp phần thu hút nguồn nhân lực vào ngành giáo dục và đào tạo. Về vấn đề sách giáo khoa, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa qua, đoàn giám sát của Quốc hội đã ghi nhận hệ thống sách giáo khoa được biên soạn, phê duyệt, phát hành cơ bản đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nội dung sách giáo khoa quan sát, yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục. Đây là sự ghi nhận đối với toàn ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên, những người tham gia biên soạn. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có ý kiến rộng rãi về tài chính cho đổi mới giáo dục. Theo đó, con số đưa ra trong báo cáo là 213.449 tỷ đồng. Đây là số thống kê cả chi thường xuyên và cả chi cho đầu tư vấn phát triển. Còn lại trực tiếp chi cho việc đổi mới giáo dục, bao gồm việc biên soạn chương trình, xác định sách giáo khoa, huấn luyện cho giáo viên toàn quốc, tổng chi phí là 395,2 tỷ đồng. Về việc biên soạn sách giáo khoa, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ nay đến năm 2024, công việc quan trọng nhất cần làm là thẩm định chất lượng các sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 cho thật tốt, đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới. Bộ sẽ có đánh giá tổng thể, đánh giá sâu sắc về vấn đề này và sẽ có đề đạt được phương án với Quốc hội. Phát biểu tranh luận tại phiên họp, đại biểu Trần Văn Sáu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay không có nghị quyết nào phủ quyết nghị quyết 88 của Quốc hội. Tại mục 3, điều 2, nghị quyết 88 nêu rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các bộ sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn. Nêu rõ nghị quyết 88 được ban hành năm 2014, đến năm 2020 mới có nghị quyết 122. Đại biểu Trần Văn Sáu đặt vấn đề, 6 năm đó, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thực hiện nghị quyết này? Trong khi đó, lại đẩy toàn bộ việc biên soạn sách giáo khoa bằng hình thức xã hội hóa, từ đó dẫn tới việc thả nổi sách giáo khoa, giá tăng và không kiểm soát được. Theo đại biểu Trần Văn Sáu, dù kêu gọi xã hội hóa chăm lo cho giáo dục, nhưng nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục, không nên biến xã hội hóa thành thương mại hóa sách giáo khoa. Thực tế cho thấy, ở lĩnh vực nào khi xã hội hóa đều hạ giá, riêng sách giáo khoa càng xã hội hóa thì giá càng tăng. Đại biểu nhấn mạnh đây là một nghịch lý và không có căn cứ nào để đảm bảo rằng sách giáo khoa tiếp tục không tăng. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Kim Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội, tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục.
về cơ sở của việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Dẫn lại ý kiến đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, Nghị quyết 88 là nghị quyết gốc, có yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm một bộ sách. Đại biểu Nguyễn Kim Thúy cho rằng, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không hề có khái niệm nghị quyết gốc và cũng không phân biệt cấp độ các nghị quyết của Quốc hội. Dù đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa có coi nghị quyết 122 của Quốc hội là gì, thì tổ chức, cá nhân liên quan vẫn phải thực hiện nghị quyết này. Đại biểu Nguyễn Kim Thúy cho hay, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong trường hợp các văn bản do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. Luật giáo dục năm 2019 chỉ quy định thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa mà không hề quy định nhiệm vụ tổ chức biên soạn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin hỏi luật giáo dục có phải văn bản quy phạm pháp luật gốc không? Dĩ nhiên, Quốc hội khóa này có quyền ban hành một nghị quyết khác với nghị quyết 122, nhưng có nên làm một việc xã hội đã làm. Việc thay đổi một chính sách giữa chừng là việc cần có thời gian để nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thế giới, đánh giá tác động cẩn thận, đại biểu Nguyễn Kim Thúy nêu. Đại biểu Nguyễn Kim Thúy cho rằng, thay vì tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tập trung chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa cho trẻ em khiếm thính, khiếm thị, sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc thiểu số. Về một số ý kiến cho rằng phải có một bộ sách giáo khoa chuẩn, đại biểu Nguyễn Kim Thúy nhận định, hiểu như vậy cũng không đúng với Nghị quyết 88. Theo nghị quyết này, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo có đứng ra tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa hay không, thì bộ sách ấy cũng phải được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân khác biên soạn. Theo đại biểu Nguyễn Kim Thúy, đúng là ngày xưa ta chỉ học một bộ sách giáo khoa, chỉ ăn khoai sắn cũng nên người, nhưng mỗi thời mỗi khác, không thể bắt ngày nay giống ngày xưa. Bây giờ, con cháu ta phải ăn uống đầy đủ thì mới cải tạo được tầm vóc để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trước đó, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã tranh luận về vấn đề nên để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa mới. Nhiều ý kiến ủng hộ nhưng có nhiều ý kiến không đồng tình. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.